Quý khách hàng chi trả trước 800 triệu tiền mặt là có thể dọn đồ về và ở ngay với một căn nhà 4 tầng ngõ thông sổ hộ khẩu Hà Đông. Với cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc xách vali về và ở ngay. Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ giới thiệu cho quý vị một cái dự án rất là mới, ngõ thông, đường thoáng, đi lại thuận tiện ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì nó gần cái gì ạ? Gần với trường Đại học Đại Nam, gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với trường Trung cấp Y Dược, gần với lại Văn Phú, gần với lại ngã ba Ba La, gần với lại bến xe Yên Nghĩa. Và giá chào bán của cái căn nhà này thì cực kỳ hợp lý. Quý vị chi trả trước 800 triệu tiền mặt là có thể dọn đồ về và ở. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ vay trong vòng tối đa là 35 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Ngọc Ánh đang quay căn nhà này với thông số nhà 30m². Hướng nhà là hướng Tây Nam, thiết kế và xây dựng là 4 tầng ngõ thông thoáng, cách với lại đường ô tô đi lại 50m. Với căn nhà này thì hoàn thiện khá là chỉnh chu. Phần mặt tiền của ngôi nhà thì là với cái phần mặt tiền 3m2, cửa chính của ngôi nhà thiết kế là lớp cửa cuốn. Với cái giá chào bán hiện tại của cái căn nhà này là 2.350.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu thì như Ngọc Ánh vừa chia sẻ cho quý vị rồi, với cái căn này quý vị chi trả trước 800 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà thì cửa chính Ngọc Ánh chia sẻ rồi, còn đây Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 1, đó là phần phòng khách của ngôi nhà. Phần hoàn thiện của ngôi nhà cơ bản là đã xong xuôi, chỉ việc xách vali về và ở. Kích thước gạch lát nền thì là 60-60, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước, sổ đỏ riêng biệt từng căn. Với cái căn nhà này thì hoàn thiện gọi như là bây giờ chỉ việc kéo vali về và ở ngay quý vị nhá. Với phần hoàn thiện tầng 1 tiếp theo đó là cái không gian phòng bếp khá là rộng. Nói chung về cái diện tích 30m thì không mong cầu gọi là phần phòng bếp riêng, phòng khách riêng mọi người ạ. Nếu như Ngọc Ánh, nếu như mà quý vị thường xuyên theo dõi kênh Ngọc Ánh thì mới biết rằng là 30-31m đa phần chỉ thiết kế ở tầng 1 của ngôi nhà là phòng khách và phòng bếp luôn. Thì đây là cái không gian phòng bếp của ngôi nhà. Thiết kế ở đây toàn bộ hoàn thiện phần tủ bếp là hai màu, màu trắng và có một chút điểm là cái màu nâu. Nhìn nó rất là tinh tế mọi người ạ. Và cũng rất là sang với cái tông màu này, nhìn nó rất là trẻ trung. Phòng bếp thì nó nhỏ nhưng mà toàn bộ cái tông màu chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng cho nhìn nên nhìn nó cũng khá là rộng. Phần xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp và mặt bếp ốp đá granite. Ngoài ra phần tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho mình một cái phòng vệ sinh phụ đầy đủ công năng sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Như vậy Ngọc Ánh đã review đường, hướng, giá, vị trí của cái căn nhà này rồi. Xin mời quý theo em lên trên khám phá các tầng trên của ngôi nhà nhé. Và với cái căn nhà này thì ở tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế xem giống nhau. Với cái tầng 2 có đây mọi người có thể nhìn thực tế, thiết kế một phòng ngủ rất là rộng, có ban công mở, cửa hướng ra ban công mở, hướng ra phía bên ngoài. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đó, phòng thì rất là vuông vắn. Với cái căn này ấy, thì diện tích phòng ngủ nó khoảng tầm được 15-16m mọi người ạ, rất là rộng. Đây, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Căn phòng vuông vắn cho nên dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Và đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ về hệ thống sen cây tắm này, bồn cầu, lavabo. Đó. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng vệ sinh và một phòng ngủ rộng. Nói chung quan trọng là vị trí và cái giá bán mọi người ạ. Với cái giá bán này thì hiện tại nó đang là gần như thấp nhất của khu vực. Và cái vị trí đi lại thì rất là tiện, ngõ thông thoáng. Ngõ thông hai xe máy tránh, cách với đường ô tô đi lại 100m, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương mọi người nha. Với cái căn nhà này nó cách với Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương khoảng tầm 500m thôi. Đó, đấy là phòng ở tầng 3. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Căn nhà này thì theo đúng hiện trạng là có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, bàn giao nhà luôn. Mời theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà
Thì ở đây thiết kế là cái khu vực sân phơi và cái khu vực để máy giặt mọi người nhá. Đó, có một cái ô dính trời rất là thoáng để lấy ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và phần tầng 4 ngoài ra thiết kế một phòng thờ và một phòng ngủ nữa. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà, nhỏ nhắn, hợp lý. Đây quý vị nhá. Và cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Và phần còn lại ở đây là thiết kế thêm một phòng ngủ nữa. Như vậy với cái căn nhà 30m 4 tầng này có 3 phòng ngủ riêng biệt, thiết kế hợp lý. Tất cả các cửa sổ đều có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Khu dân cư đông đúc gần với các trường đại học. Nói chung là ví dụ kể cả những cái tiện ích cơ sở vật chất hạ tầng, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 xung quanh cũng rất là đầy đủ. Với cái giá bán 2 tỷ 350 triệu đồng, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với ngoài theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.